Phạm Vinh và Triệu Ngân. Xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay thứ Sáu 19 tháng 7 năm 2024, Phạm Vinh và Triệu Ngân xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và dự báo thời tiết. Trước khi ra tay ám sát của Tổng thống Trump, hung thủ loan báo trên mạng trò chơi điện tử. Hơn 300 trường hợp tử vong nghi ngờ liên quan đến nhiệt độ cao đang được điều tra tại khu vực Phoenix, Arizona. Donald Trump dẫn trước Joe Biden trên toàn quốc và ở 7 tiểu bang dao động. Xe đưa đón người tự động ở phi trường Los Angeles sẽ mở cửa vào tháng 1 năm 2026. Tiger Woods mất ngủ vì vụ Trump bị ám sát hụt. Những thanh thiếu niên đi xe đạp điện đang gây kinh hoàng cho thành phố Nam California. Nam California chuẩn bị cho đợt nắng nóng khác vào cuối tuần. Rùa da nặng 200 kg mắc lưới ngư dân. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tin tức trên kênh YouTube Vinh Channel. Vừa rồi là phần tin chính trong chương trình, sau đây là nội dung chi tiết. Trước khi ra tay ám sát của Tổng thống Trump, hung thủ loan báo trên mạng trò chơi điện tử, tin từ Butler, Pennsylvania. Một nguồn tin thông thạo về vấn đề nói với CNN hôm thứ Năm 18 tháng 7, Thomas Matthew Crooks, hung thủ trong vụ ám sát của Tổng thống Donald Trump, viết trên mạng xã hội trò chơi điện tử phổ biến Steam rằng 13 tháng 7 sẽ là ngày tôi ra mắt, nhớ đón xem. Nhưng các nhà điều tra đang sâu chuỗi cả tình tiết trên thực tế lẫn kỹ thuật số liên quan tới Crooks, nhưng vẫn chưa truy tìm được chi tiết quan trọng để giải thích vì sao hung thủ 20 tuổi này lại leo lên nóc nhà ở Butler, Pennsylvania với một khẩu súng kiểu AR, rằng động lực nào đã khiến cho y muốn trừ khử ông Trump. Các viên chức nói với Quốc hội trong cuộc họp báo hôm thứ Tư rằng Crooks cũng tìm kiếm thông tin về chứng rối loạn trầm cảm nặng trên mạng xã hội. Nguồn tin không nói rõ Crooks 20 tuổi đã đăng bài viết từ khi nào hoặc liệu có còn bài viết nào khác hay không. Các nhà điều tra cố gắng tìm hiểu thêm về những hoạt động của Crooks trong khoảng thời gian trước khi mưu sát của Tổng thống Trump. Crooks lãng vãng tại địa điểm tổ chức cuộc vận động tranh cử hai lần. Điện thoại di động của y có cả hình của ông Trump lẫn Tổng thống Joe Biden. Và những gì hung thủ tìm kiếm còn có cả ngày diễn ra hội nghị quốc gia đảng Dân Chủ DNC, cũng như các sinh hoạt của cựu Tổng thống Trump trong tương lai, ba viên chức Hoa Kỳ nói với CNN. Hơn 300 trường hợp tử vong nghi ngờ liên quan đến nhiệt độ cao đang được điều tra tại khu vực ở Phoenix. Gần 100 trường hợp tử vong nghi do nắng nóng được cho là xảy ra trong một tuần, từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 7, khi nhiệt độ lên tới 118 độ F. Vào sáng thứ Năm, số liệu thống kê chính thức cho biết hơn 300 vụ tử vong nghi ngờ có liên quan đến đợt nắng nóng phá kỷ lục của mùa hè năm nay đang được điều tra tại một quận của Arizona. Bản thông tin báo cáo nhiệt độ do quận Maricopa, bao gồm Phoenix và là quận đông nhất thứ tư tại Hoa Kỳ với 4,4 triệu người. Quản lý cho thấy có 322 vụ tử vong được cho là do bệnh liên quan đến nhiệt độ trong năm, tính đến ngày 13 tháng 7, tăng mạnh so với năm ngoái. Gần 100 trong số những trường hợp tử vong nghi ngờ do nhiệt độ cao này được cho là xảy ra trong một tuần, từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 7, khi nhiệt độ lên tới 118 độ F. Điều này xảy ra khi một số vùng ở Arizona, Nevada và Texas trải qua 6 tháng nóng nhất trong lịch sử. Theo số liệu thống kê của NBC News, tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 73 trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng trên khắp nước Mỹ và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc cho đợt nắng nóng khắc nghiệt ở Tây Nam, với nhiệt độ dự kiến sẽ đạt 116 độ F ở Phoenix vào thứ Sáu, dẫn đến cảnh báo nắng nóng quá mức cho đến đêm thứ Bảy. Thậm chí còn xảy ra một số cơn dông bắt đầu vào thứ Năm, kéo dài đến cuối tuần. Cựu Tổng thống Donald Trump dẫn trước Tổng thống Joe Biden trên toàn quốc và ở 7 tiểu bang dao động. Cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước Tổng thống Biden trên toàn quốc và tại 7 tiểu bang chiến trường, theo một cuộc khảo sát mới. Cuộc thăm dò của Emerson College do tổ chức Democracy for the Next Generation tài trợ và được công bố vào hôm thứ Năm, cho thấy 46% cử tri đã ghi danh cho biết họ ủng hộ Trump so với 42% chọn Biden và 12% chưa quyết định. Tuy nhiên, người thăm dò lưu ý rằng sự ủng hộ dành cho Tổng thống Biden đã giảm 2 điểm
kể từ khi cuộc thăm dò được thực hiện vào đầu tháng này, trong khi sự ủng hộ dành cho cựu Tổng thống Trump vẫn giữ nguyên. Cuộc thăm dò cũng lưu ý rằng, kể từ tháng 3, cựu Tổng thống Trump đã tăng một điểm ở Georgia, Pennsylvania và Wisconsin và hai điểm ở Arizona. Ông đã mất một điểm ở Michigan. Theo cuộc thăm dò, cuộc đua sát nút nhất là ở tiểu bang dao động Michigan, nơi ông Trump dẫn đầu 45% sự ủng hộ và Biden theo sau 42% sự ủng hộ. 13 người trả lời khác cho biết họ chưa quyết định. Cựu Tổng thống Trump dẫn trước Tổng thống Biden 5% ở các tiểu bang Wisconsin, Pennsylvania và Nevada và 6% ở Georgia. Ông cũng dẫn trước 7% ở cả Bắc Carolina và Arizona theo khảo sát. Tổng thống Biden đã giành chiến thắng ở các tiểu bang dao động là Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Nevada, Arizona và Georgia vào năm 2020 và đã để thua xích sao ở Bắc Carolina. Cuộc thăm dò cũng diễn ra sau màn tranh luận không chắc chắn của Tổng thống Biden vào tháng trước, khiến cho đảng Dân Chủ lo ngại và kêu gọi ông rút lui khỏi cuộc đua. Cuộc khảo sát cho thấy 36% cử tri sơ bộ của đảng Dân Chủ cho biết ông nên rút lui, trong khi 64% cho biết ông nên tiếp tục. Cuộc thăm dò toàn quốc được tiến hành vào ngày 15-16 tháng 7 với 2.000 cử tri đã ghi danh, với khoảng tin cậy cộng hoặc trừ 2,1%. Xe đưa đón tự động ở phi trường Los Angeles sẽ mở cửa vào tháng 1 năm 2026. Các quan chức sân bay đã xác nhận vào thứ Năm rằng dự án xe vận chuyển hành khách tự động đã được lên kế hoạch từ lâu tại phi trường Los Angeles sẽ không thể hoàn thành cho đến cuối năm 2025 và dịch vụ sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2026. Dự án này dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay, đã bị cản trở do sự chậm trễ và các công việc bổ sung cần thiết. Điều này cũng khiến Ban Quản lý Sân bay Thế giới Los Angeles phải bổ sung thêm 550 triệu đô la cho nhà phát triển LAX, Integrated Express Solution, hay còn gọi là LNIXS. Số tiền đó bao gồm 400 triệu đô la, tiền tài trợ mới đang được tìm kiếm, và 200 triệu đô la bổ sung đã được phê duyệt cho LNIXS, cũng như quỹ dự phòng 50 triệu đô la. Bất chấp sự chậm trễ và chi phí tăng, các quan chức địa phương đã hết lời khen ngợi. Chuyến tàu sẽ đưa khoảng 30 triệu hành khách đi khoảng 2,25 dặm, đến và đi từ sân bay miễn phí chỉ trong 10 phút. John Ackerman, tổng giám đốc điều hành của sân bay quốc tế Los Angeles, ông kỳ vọng rằng tàu hỏa của LAX sẽ giúp cuộc sống của hàng triệu người tốt đẹp hơn qua từng năm. Tuyến tàu này cũng sẽ giúp người dân Los Angeles dễ dàng làm việc tại LAX, giảm bớt việc đi lại và căng thẳng. Tiger Woods mất ngủ vì vụ Trump bị ám sát hụt, tin từ Jewel Scotland. Theo CNN hôm thứ Năm 18 tháng 7, Tiger Woods cho hay ông đã mất ngủ suốt chuyến bay tới Scotland tham dự giải golf lớn nhất sau khi xem tin tức vụ cựu Tổng thống Trump bị ám sát hụt. Thứ Bảy tuần trước, ngôi sao chơi golf nổi tiếng Tiger Woods, 48 tuổi đã bay từ Florida tới Scotland tham dự giải Open Championship lần thứ 152, nhưng tỏ ra mệt mỏi trong buổi tập đầu tiên tại Royal Chun Golf Club hôm Chủ nhật sau khi xem tin tức vụ ông Trump bị bắn khi đang vận động tranh cử ở Pennsylvania. Woods nói với kênh BBC Sport hôm thứ Ba, tôi chẳng tập được nhiều vì chẳng còn tâm trí. Đêm hôm đó là đêm dài của tôi và suốt thời gian trên đường tới đây, chúng tôi chỉ xem vụ đó. Tôi không ngủ được chút nào trong suốt chuyến bay, rồi chúng tôi cứ ra sân golf. Tiger Woods từng 15 lần vô địch giải golf lớn, được cựu Tổng thống Trump tặng huân chương tự do Tổng thống năm 2019, không lâu sau khi thắng giải Masters. Cựu Tổng thống Trump đam mê golf, ông quen biết Woods từ lâu và hai người từng chơi golf với nhau nhiều lần suốt mấy năm qua. Năm 2018, năm ông Trump còn làm Tổng thống, khi trang web tin thể thao Yahoo Sports hỏi Woods về mối quan hệ như bạn bè với ông Trump, Woods trả lời, à, ông là Tổng thống Mỹ mà. Cho dù ai đang tại chức, dù chúng ta thích hay không thích, tính cách hay quan điểm chính trị, chúng ta cũng phải tôn trọng chức vụ đó, Woods nói thêm. Những thanh thiếu niên đi xe đạp điện đang gây kinh hoàng cho thành phố Nam California này. Chính quyền tại một thành phố ở Nam California cho biết, những thanh thiếu niên đi xe đạp điện đang gây kinh hoàng cho cộng đồng, bao gồm cả việc bắn người bằng súng hơi. Cảnh sát cho biết, những thanh thiếu niên đã liều lĩnh lái xe máy điện
và xe đạp điện quanh trung tâm thị trấn Foothill Range, phá hoại tài sản và tấn công khách hàng và doanh nghiệp bằng vũ khí súng hơi. Và một bức ảnh được chia sẻ trên Instagram cho thấy hai chiếc xe máy điện mà họ vừa bị tịch thu. Cảnh sát trưởng cho biết, xin nhắc lại, các loại xe máy điện như Sharon, Taraya, 79 Bike, Romantic, Stork chỉ được sử dụng ngoài đường cao tốc và không được phép lưu thông trên đường phố. Bất cứ hành vi vi phạm nào cũng sẽ bị điều tra và chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết các mối lo ngại về xe máy điện và xe đạp điện không an toàn thông qua giáo dục và thực thi pháp luật. Các vụ liên quan đến thanh thiếu niên đi xe đạp điện đã tăng thần tốc ở Nam California vào mùa hè này. Cảnh báo của Lake Forest được đưa ra một tháng sau khi thành phố Huntington Beach gần đó chấp thuận một loạt các hạn chế mới về việc sử dụng chúng do số lượng khiếu nại và thương tích gia tăng, các quan chức thành phố cho biết. Xa hơn về phía Bắc, một nhóm ít nhất 10 người đi xe đạp điện đã khiến du khách tại bến tàu Hermosa Beach phải hoảng loạn khi họ bắn pháo hoa trái phép vào đám đông. Nam California chuẩn bị cho đợt nắng nóng khác vào cuối tuần. Người dân Nam California đang được cảnh báo rằng nhiệt độ sắp tăng mạnh vào cuối tuần đến gần. Một đợt nắng nóng đáng kể sẽ bắt đầu vào thứ Sáu và kéo dài cho đến tuần sau. Cơ quan thời tiết quốc gia đã nêu trong dự báo của mình vào thứ Năm. Một phần lớn các ngọn núi, chân đồi và thung lũng xa bờ biển sẽ trải qua điều kiện nóng nguy hiểm. Nhiệt độ dự kiến sẽ tăng vài độ mỗi ngày với nhiệt độ cao nhất đạt từ 105 cho đến 112 độ ở vùng núi thấp và các khu vực sâu trong đất liền, bao gồm cả thung lũng Antelope vào Chủ nhật. Nhiệt độ dự kiến sẽ tăng từ 5 cho đến 15 độ so với mức trung bình khi di chuyển ra xa bờ biển. Khu vực duy nhất chúng ta không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ loại cảnh báo nào và khuyến cáo về nhiệt độ nào là bờ biển. Bạn có thể tránh được cái nóng ở đó, nhà khí tượng học Henry DiCarlo của KTLA cho biết. Cảnh báo và khuyến cáo về nhiệt độ tăng cao được áp dụng cho phần lớn các vùng núi, thung lũng và vùng sâu vùng xa từ thứ Sáu cho đến ít nhất là cuối tuần. Cơ quan thời tiết khuyến cáo người dân nên biết các dấu hiệu của bệnh do nhiệt và kêu gọi mọi người giữ đủ nước và tránh đi bộ đường dài trên núi vào cuối tuần, cũng như uống nước thường xuyên. Rùa da nặng 200kg, mắc lưới của ngư dân. Tin từ Quảng Nam, Việt Nam. Con rùa biển nặng 200kg đã bị mắc vào lưới đánh cá của ngư dân xã Tam Tiến, huyện Núi Thành. Vào ngày 18 tháng 7, tàu do ngư dân Võ Quang Tưởng làm thuyền trưởng đánh cá biển 10 hải lý. Trong lúc kéo lưới, ông phát hiện một con rùa da toàn thân màu đen dài 1,6 mét, nặng khoảng 200kg bị mắc kẹt trong lưới. Ông cùng mọi người hợp sức đưa rùa lên tàu, tháo lưới rồi thả lại biển. Ngư dân Võ Công Hậu, thuyền viên trên tàu, cho biết mọi người thống nhất tháo lưới và thả rùa về biển. Vì thời gian qua đã được cơ quan chức năng cho biết bảo vệ rùa biển, loài động vật quý hiếm. Đây là lần thứ hai tàu của chúng tôi gặp rùa mắc lưới. Một con rùa biển nặng khoảng 30kg cũng đã được trả lại biển, anh Hậu nói. Rùa loại da này có tên là Demetrilis coriacea, là loại rùa biển lớn nhất. Chúng rất dễ phân biệt các loài rùa biển khác ngày nay vì chúng không có mai. Thay vào đó, chúng được bao phủ bởi lớp da và thịt trơn. Con trưởng thành dài 1-2 mét, nặng khoảng 250-700kg. Rùa biển nằm trong sách đỏ tại Việt Nam về các loài bị đe dọa, nguy cấp, nghiêm cấm mọi hành vi mua bán và vận chuyển. Và sau đây là phần tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết thứ Bảy, 20 tháng 7 năm 2024, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 56 phút sáng và mặt trời lặn vào lúc 8 giờ tối. Bầu trời nhiều mây, nhiệt độ cao gần 80 độ F, gió Tây Nam thổi với tốc độ 10 đến 15 dặm một giờ, độ ẩm 67% và chỉ số UV cho thấy 11 trên 11. Vào ban đêm, trăng lên vào lúc 8 giờ 1 phút tối và trăng lặn vào lúc 4 giờ 46 phút sáng. Một phần có mây, nhiệt độ thấp 66 độ F, gió hướng Nam Tây Nam thổi với tốc độ 5 đến 10 dặm 1 giờ, độ ẩm 80% và chỉ số UV cho thấy 0 trên 11. Dự báo thời tiết này áp dụng cho các khu vực lân cận Fountain Valley, Huntington Beach, Westminster, Santa Ana và Garden Grove thuộc tiểu bang California. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin thời tiết ngày mai.
Phạm Vinh và Triệu Ngân. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã vừa xem bản tin của Vinh Channel. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hữu ích, cho Vinh Channel xin một like và một subscribe. Nếu quý vị và các bạn chưa ghi danh với Vinh Channel, xin hãy ghi danh để mỗi khi có video mới của Vinh Channel, quý vị sẽ được thông báo sớm nhất. Xin chân thành cảm tạ quý vị và các bạn rất nhiều đã ủng hộ Vinh Channel.